Xin chào tất cả các bác, canh các chủ ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng đồ thảo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại hàng Nhật bãi Long Hợi. Số điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc. Cái này tiền ship đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần nha các bác. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 nha. Đây, số 1 là cái bộ combo này. Đây, các bác đợi em chút nha. Đây, số 1 đây ạ. Số 1 ở đây có bộ combo là gồm 5 món nha các bác. Ở đây bên trên này, cái này phần thân ngoài có nhôm nhá. Ở đây bên trên nó sẽ có cái phần chân giáp cắm như này. Trên đây nó sẽ có cái tem này các bác, Made in Japan của Sakawa nha các bác. Đây nó sẽ có cái tem như này. Các bác có thể chụp lại màn hình mình lưu về điện thoại để xem lại thông số nhá. Còn bác nào mà không chụp được thì mình có thể inbox trực tiếp Zalo, em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhá. Không thấy ghi thông số điện như nào đâu, nhưng bên dưới sẽ có cái phần cổng chân giáp cắm như này. Em đo kích thước phần thân mẫu này, bản rộng là 6cm, chiều dài của nó là được 7cm nha các bác. Combo này của em là gồm 5 chiếc, tất cả đều là còn phần đầu giáp cắm của nó đấy ạ. Mẫu số 1 combo này sẽ có giá là 100.000, lúc này hiện tại em đang có 2 bộ nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Đây các bác, số 2 ở đây nó là cái bộ khung trục tròn nhá. Phần khung bên ngoài này có sẽ là bằng nhôm, bên trong nó sẽ có hai cái phần bi này. Bên này có bi, bên này có bi nha các bác. Bên này là lỗ bi, em xem bao nhiêu nào. Bên trong phần trục tròn này của nó lỗ bi là 10 ly nha các bác. Em đo kích thước phần khung nhôm, chiều cao là được 6cm, chiều dài là được 24cm ạ. Còn bên này được 2.5cm nhá. Mẫu số 2 này của em sẽ có giá là 60.000 một chiếc. Hiện tại mẫu này đang có 10 chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là mẫu công tắc hành trình nha các bác. Đây là công tắc hành trình như này. Ủa, có đúng công tắc hành trình không nhỉ? Đây nó ghi là 10A 250V này các bác. Hình thức thì em thấy còn đẹp nha. Đều 10A hết rồi. Đều 10A hết nha các bác. Cái này là mẫu số 3 này, có giá là 50.000 một chiếc. Bác nào mà mua hết thì tặng cho bác hai cái cảm biến này nhá. Đây có hai cảm biến này. Bác nào mua hết combo thì sẽ tặng là cái này. Đây là bán lẻ là 50.000 một chiếc nha các bác. Đây này, cái này. Có cái này như một loại khác. Đây. Đấy. Cũng là 10A này các bác, 250V. Mẫu số 3 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 4. Số 4 là cái mẫu van điện nha các bác. Này của nó là van điện hai đầu nha. Đây là điện là DC 24V 3.0W. Bên dưới đầu ống này của nó sẽ là ống 10, còn bên trên này sẽ là ống 8 nha các bác. Kích thước phần thân em đo này. Con này là tổng chiều dài phần thân đo là 19cm. Này là van điện hai đầu nha, tất cả những cái đầu van này vẫn còn nguyên, không có bị thiếu nha các bác. Cái phần van này của nó em thử lâm châm không hút này, kiểu nó bằng inox hay là cái đồng trắng gì đấy nhá. Mẫu số 4, một chiếc của em cho có giá là 80.000 một chiếc nha các bác, van điện hai đầu. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là bộ combo như cái ống nối này. Ống này của nó cho có ống 4, ống 6 nha các bác. Đây ống 4 và ống 6 nha. Cái ống nối này nó sẽ có ống nối Y, ống nối kiểu ống khóa như này nữa. Đấy. Đây các bác, đây là bộ combo của mẫu số 5. Combo này sẽ có giá là 150.000. Đây là có hai cái ống to này. Ống này của nó sẽ là ống 10 mấy đây. Ống này ống 12 các bác. Đấy. Có hai cái ống to đâu, còn đâu sẽ là ống nhỏ nhá. Ống 4, 6, 8 thôi. Đây là bộ combo của mẫu số 5, có giá là 150.000, là combo tất cả chỗ này luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Số 6 mẫu này của em đó là vít me. Này của em sẽ là vít me bi nha các bác. Đây, mẫu này phần vít me đây em sẽ đo được là phim 16. Ở trên đây nó sẽ có một cái phần bát gen này. Phần bát gen thì trơn tru nhẹ nhàng nhá. Made in Japan các bác. Cái này nó bị lóa nên là không nhìn thấy cái tên của nó đâu. Đấy, em đo kích thước này. Phim 16 này, mẫu này tổng chiều dài đo được là 22cm. Mẫu số 6 này em báo theo combo nhá. 120.000 là combo gồm hai cái luôn. Giá rất là rẻ luôn nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu.
Đây là mẫu số 7 này. Số 7 là cái mẫu này. Bên trên nó sẽ có cái phần trục nhông là quay như này. Đây bên trong nó sẽ có cái phần bánh răng quay các bác. Phần bánh răng bên trong này. Đấy. Em đo kích thước này. Cái này phần lỗ bên ngoài đây em đo được là 29 nhá. Phần mặt bích ở đây em đo được là 40. Phần bu li này. Cái này phần rãnh bu li ở đây em sẽ đo được là 16 ạ các bác. 16. Cái này tổng chiều dài này. Tổng chiều dài cái phần thân của nó sẽ được là 12.5 cm. Đây là mẫu số 7. Cái này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc nhá. Mà em đang có hai cái này các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 8. Số 8 đâu? Ở đây số 8 ở bên trên này. Số 8 mẫu này em đang có hai cái này, giống như cái hộp mà điều khiển ấy các bác. Đây bên sườn sẽ có các cái phần dây điện với cả rắc cắm nó đã cắt rồi nhá. Mẫu này sẽ có cái tem này, Step Motor Driver Made in Japan. Em đo kích thước này. Mẫu này phần thân của nó bản ngang là 14 cm, chiều dài đo được là 14.7 cm nhá. Đây em đang có mẫu này là hai chiếc giống nhau nha các bác. Mẫu số 8 này có giá là 250.000 một chiếc. Hình thức thì em thấy là rất là mới và đẹp luôn, không có bị bể vỡ gì đâu ạ. Bác nào mua cả hai chiếc thì chuyển khoản em miễn ship nhá. Vẫn ship COD như bình thường, nhưng mà có mẫu nào được miễn ship hay là giảm giá gì đấy thì em sẽ báo rõ ở trên video luôn nha các bác. Còn đây là mẫu số 9 này. Mẫu số 9 này nó cũng giống như cái mẫu kia các bác. Nó cùng một máy tháo ra đấy, nhưng mà cái hình dáng này nó hơi khác một chút thôi. Đây Step Motor Driver nhá. Mẫu này Made in Japan. Bên sườn cũng sẽ có cái phần chân ốc này. Ốc thì đầy đủ, hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ gì. Phần thân em đo bản rộng là 11.5 cm, chiều dài đo được là 16.5 cm nhá. Số 9 mẫu này của em sẽ có giá là 250.000. Cái này thì em chỉ có một chiếc thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 10 nhá. Đây, số 10 là bộ combo này. Này là bộ combo các cái cầu điện đi các bác. Đây, như cái chiếc em đang cầm tay này, ở đây nó sẽ có cái phần chân rắc cắm này, các cái phần chân ốc thì vẫn còn đầy đủ. Bên dưới sẽ có cái phần chân cài. Mẫu này là hàng của Hàn Quốc này, Made in Korea nhá. Đây, có một cái này nó còn cả cái phần chân rắc cắm ở đây này. Đấy, cái này nó còn nắp bịt bên trên. Này ở đây em xem nào, chiều dài. Như cái mẫu em đang cầm này, chiều dài của nó sẽ là 14.7 cm nha các bác. Đây em xem combo này gồm bao nhiêu chiếc nhá. Combo này là gồm 7 chiếc nha các bác. Combo 7 chiếc này của mẫu số 10 có giá là 100.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 11. 11 là cái rổ combo này. Này là bằng sắt nha các bác. Đây này, nó có các cái vòng như này. Đây các bác. Có này phần lỗ ở đây. Đây em sẽ đo phần lỗ bên trong của nó đọc là 30. Nó dạng hình chóp chóp như này này các bác. Cái này đường kính phần mặt bích ở trên đây em đo là 43. Còn bên dưới này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây em đo là 36. Cái chiều bên này của nó sẽ đo được là 16 nha các bác. Đây nó có cả mấy cái vòng phụ kiện của nó này. Đấy. Một rổ này rất là nhiều luôn đấy các bác. Combo này là của mẫu số 11, có giá là 150.000, các em có một bộ thôi nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 12. 12 là cái mẫu trục tròn này. Em xem nào. Cái này nó bằng inox các bác, thử lâm châm không hút nha. Em đo kích thước này, ở đây nó sẽ có một phần lỗ nhỏ này, bên trên này sẽ là lỗ to nhé. Phần lỗ bên trong ở đây em sẽ đo được là nó gần 11 nha các bác. Còn bên này nhỏ hơn, bên này em đo được là nó gần 7 ly. Phần bên ngoài đường kính em đo được là 16, còn mẫu này tổng chiều cao đo được là 45. Combo này là của mẫu số 12. Đây các bác, ở đây nó sẽ có cái con ốc trí lục giác bắt ở đây này. Combo này em thử lâm châm không hút, nó là inox. Mẫu số 12 có giá là 150.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 13. 13 ở đây có bộ combo gồm 3 cái bánh nhông, bánh răng nha các bác. Đây, chiếc đầu tiên này, cái này phần lỗ trục của đây đo được là 20. Phần bánh nhông độ dày đo được là, bảng của nó đo được là 20 này. Đường kính bên ngoài đo được là 60. Chiều bên này đo được là 35. Đây xem là cái này là lỗ to. Cái này là lỗ của nó là 24 này các bác. Đấy. Có hai cái là lỗ 24 nha các bác. Còn một cái này là lỗ 20. Combo này là gồm của mẫu số 13, gồm 3 chiếc, có giá là 90.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 14. 14 là combo hai cái bánh răng này. Bánh răng này bên trong nó có cả cái trục bi xoay này các bác. Cái này phần bánh răng ở đây độ dày em đo được là 20. Đường kính này, cái này đường kính bên ngoài đo được là 64 nha các bác. Đấy, trục bi xoay êm nha. Mẫu số 14, combo này gồm 2 chiếc, có giá là 60.000 hai cái. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 15.
15 ở đây có bộ combo van điện này các bác. Đây như cái mẫu này. À, bộ này sẽ gồm 3 cái van điện, trong đấy sẽ có một cái van điện một đầu và hai cái van điện hai đầu. Mẫu này là hàng SMC Made in Japan, điện DC 24V. Đầu chia hơi bên dưới này, cái ống chính này của nó sẽ là ống 6, còn bên này sẽ là ống 4 nha các bác. À, mẫu này em thấy hình thức là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì nhá. À, còn đây, một số cái này nó có cái bị thiếu đồ nhá. Như chiếc này đang thiếu cái đầu điện này, về các bác có thể mình lấy đồ, mình lấy phụ kiện thay nhá. Đây, đầu ống to là sẽ ống 8 này, còn ống nhỡ nhỡ này là ống 6, ống nhỏ sẽ ống 4 nha các bác. Đấy. Đây cũng là một chiếc van cụm van điện hai đầu như này. Hàng SMC điện DC 24V nha các bác. Combo này là gồm 5 món này, của mẫu số 15, có giá là 130.000 thôi ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 16. 16 đâu ạ? À đây rồi, 16 đây. 16 là cái bộ combo những cái xi lanh hơi. Đây các bác, combo xi lanh hơi nhá. Đây chiếc đầu tiên. Mẫu này hành trình ngắn này. À, mẫu này đầu van ống của nó sẽ là ống 6 ấy. Logo hàng SMC phi 12, hành trình là 10 nha các bác. Kích thước phần thân của nó này, mẫu này bản rộng là 4,7 cm, chiều dài đo được là 8 cm. À, còn chiếc này, chiếc này là một cái xi lanh bàn trượt mặt sắt, đầu van ống của nó sẽ là ống 4, hàng SMC này. Thông số mẫu này là bao nhiêu đây? 8 x 20, hành trình của nó sẽ đẩy là được 2 cm nha các bác. Đây, đầu dây cảm biến vẫn còn hai chiếc này. Còn một chiếc nhỏ này, hành trình mini này, nhưng mà nó đang bị chặt các bác. Em đẩy ra là không được, dây cảm biến vẫn còn, đầu van ống sẽ là ống 4 vẫn còn luôn nhá. Mẫu này có cái tem hàng SMC phi 6, hành trình 10. Đấy. Còn chiếc này cũng là một chiếc xi lanh mặt sắt này. À, phần thân dài, đầu van ống còn một chiếc này, ống 6 nhé. À, cái tem mẫu này bị mất rồi các bác. Mẫu này phần thân bản rộng là 4,2 cm, tổng chiều dài phần thân đo là 12 cm này các bác. Combo này gồm 4 chiếc của mẫu số 16 này. Combo này có giá là 150.000. Cái này là một bộ combo trong cái video hôm trước mà các bác xem rồi ấy, là đem mẫu em quay rồi này. Nguyên combo 4 chiếc luôn. Mà hôm trước không biết là chưa chốt cho ai cả, mà cứ nghĩ là bán rồi các bác. Hóa ra hôm nay là vẫn còn nguyên ở kho. Hôm nay bác nào chốt thì bảo em nhé. Tiếp theo chuyển qua mẫu 17. 17 đây em có một cái bộ móc khóa an toàn. Một cái móc nó sẽ gồm là một cái khóa bên dưới này. Mẫu này hàng của Tajima, hàng Nhật bãi nha các bác. Phần thân của nó dày đẹp như này. Mẫu này phần thân ngang ở bản rộng 11,5 cm, tổng chiều dài đo được là 25 cm nhá. Đấy, nó sẽ gồm một cái móc như này. Đấy các bác. Và một cái khóa bên dưới. Các bác về mua thêm dây nhá. Combo 2 món của mẫu số 17 có giá là 150.000 thôi ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 18. Đây, 18 là cái bộ này. Này là bộ combo những cái vòng sắt nha các bác. Này vòng sắt nha. Cái này độ dày ở đây em sẽ đo được là mấy đây? Ờ, nó đang ở giữa 6 ly và 7 ly nha các bác. Đấy, bên em kẹp vào cái thước cơ ấy. Cái này đường kính bên ngoài đo được là 16,5 cm, phần bên trong đo được là 11,8 cm nhá. Ở đây em có combo là gồm 10 chiếc của mẫu số 18, có giá là 100.000. Mẫu này hiện tại em đang có 2 bộ nha. À, tiếp theo em chuyển qua mẫu 19. 19 là bộ combo này. Ở đây nó sẽ có mấy cái dơ le này các bác. À, đây em xem cái này. Cái này dơ le điện DC 24V này. Còn mấy cái chân này thì nó không có cái phần chân đế nhá. Đây cái này của Omzon này, điện 100V này. Cái này bao nhiêu đây? Cái này là AC 250V. Có đây là các cái phần chân đế bên dưới, kiểu như các cái chân cầu điện của cái dơ le ấy các bác. Đấy, combo này là một tổ này luôn, là của mẫu số 19, có giá là 100.000 là tất cả chỗ này luôn nha. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 20. 20 là combo gối nhôm các bác. Đây, này của nó gối nhôm nhá. Phần lỗ bên trong của em sẽ đo được là 18 ạ. Còn phần thân độ dày đo được là 19, bản rộng đo được là 34, mẫu này chiều dài đo được là 70. Cái này em bán theo combo là 100.000, là combo 10 chiếc luôn. Hàng gối nhôm dày đẹp nha các bác. Ở chỗ này thì chắc có khoảng 30 chiếc thôi, là 3 bộ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 21 này. 21 mẫu này của em nó là một cái bộ bánh xe nhá. Đây, một bộ bánh xe này. Bánh này bên trên ở đây nó có cái trục bi xoay này các bác. Mẫu này bánh cũng khá là to đây. Mẫu này phần gen bên trên đo là 16. Đây kích thước của bánh ở đây nó ghi này, 100 x 36 này các bác. Đấy. Ở đây nó có 3 cái là bánh nó có bi xoay như này, còn một cái này bên trên nó bị hỏng nên hỏng cái phần trục ấy, nó cắt đi rồi các bác. Còn bên dưới phần bi thì vẫn còn, vì các bác chế thêm cái phần gen bên trên nhá. Combo này là gồm 4 chiếc của mẫu số 21, có giá là 150.000.
Tiếp theo chuyển qua mẫu 22. 22 là cái mẫu lọc này. Mẫu này hàng Made in Japan. Đây nó ghi là 10A 250V này các bác. Hình thức em thấy còn đẹp nhá. Mẫu số 22 này em đang có 2 chiếc, có giá là 100.000 một cái, mẫu số 22. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 23. Đây các bác, 23 ở đây em có bộ combo gồm 3 cái gối nha các bác. Cái này là gối bi này, mã bi của nó là 6205. Cái phần lỗ trục bên trong này của nó sẽ là lỗ 25 nha các bác. Phần khung sẽ là khung sắt bên ngoài. Ở đây độ dày đo được là 25 ạ. Kích thước bản rộng này, mặt trước đo được là 6.5cm, chiều cao là 6cm các bác. Đây, combo này gồm 3 chiếc, đây là cùng một mã là lỗ bi là 6205 nha các bác. Combo mẫu số 23 gồm 3 chiếc có giá là 100.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 23 rồi đến 24. 24 là cái mẫu này. Này kiểu như một cái dạng hộp điều khiển đấy các bác. Đây. Mẫu này nó ghi là step này. Made in Singapore. Mẫu này ở đây nó ghi là 60W này các bác. Điện thì nó ghi là 100 đến 110V, 115V nữa này. Bên dưới sẽ có cái phần chân cài như này nhá. Cái phần bên dưới này thì nó ghi là 7.5A này, 250V này các bác. Phần chân ốc là vẫn còn nguyên, không có bị bể vỡ, hình thức còn đẹp các bác. Mẫu số 24, cái này của em sẽ có giá là 100.000 một chiếc nhé. Này em đang có 4 cái. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 25. 25 ở đây em có combo là gồm 5 cái đồng hồ này. Cái này bên ngoài của nó bằng inox này các bác. Đây bên dưới sẽ có cái phần ren như này nhá. Phần lỗ bên trong em đo được là 6 ly. Còn phần ren này, phần ren ở đây này. Đây, phần dây bên ngoài đem đọc là 14 này. Có cho combo này gồm 5 chiếc thì có một chiếc này nó bị mất cái phần nắp bên ngoài rồi nhá. Còn nó 4 cái nó vẫn còn nắp như này. Hình thức thì em thấy còn đẹp. Mẫu số 25 là combo 5 chiếc có giá là 150.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 26. Đây 26 đây. 26 đây em đang có mấy cái bộ dây trượt nha các bác. Đây các bác. Mẫu này của em nó là bản dây 15, chiều nghiêng phần dây đo được là 17 nha các bác. Kích thước của bi đo được là 34, chiều dài của bi em đo được là 45 ạ. Phần thanh dây này, này chiều dài phần dây, ở đây em sẽ đo được là 29cm nhá. Một bộ thì các bác sẽ có là hai dây và hai bi trượt như này. Tất cả bi thì đều trơn tru nhẹ nhàng. Mẫu số 26 này, có giá là 100.000 một bộ, là gồm hai cây dây và hai con bi trượt nhá. Đây này các bác, cứ một bộ như này. Đây, như hai cây này là tính là một bộ này, là 100.000 mẫu số 26. Này em đang có 3 bộ đây. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 27. 27 ở đây em có bộ combo gồm hai cái bi. Cái này của nó sẽ là bi trục tròn nha các bác. Bên trong nó sẽ có bi này. Đấy, bên trong nó sẽ có những hàng bi như này. Lỗ trục của bi nó sẽ là lỗ 40 này các bác. Đây các bác thấy không? Lỗ 40 đấy nhá. Phần mặt bích bên dưới đường kính em đo được là 95. Tổng chiều cao của nó là 15.5cm. Phần thân bên ngoài này, ở đây đường kính em đo được là 60 nha các bác. Cái phần đế của bi này nó đang hơi bị là lung lay như này, về các bác chấm hàn một chút lại là được nhá. Phần áo bên ngoài này của nó là bằng sắt đấy. Mẫu số 27 này, combo này gồm 2 chiếc có giá là 100.000. Đấy, nó bị lung lay bên dưới này nên là bán rẻ cho các bác nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 28. Đây, 28 ở đây em có bộ combo gồm 2 cái motor. Mẫu này thì em thấy hình thức còn đẹp này. Ở đây nó sẽ có cái hai cái phần chân rắc là vẫn còn nguyên. Bên trên nó sẽ có cái phần bu li này. Đây các bác, phần bu li này. Em đo kích thước phần lỗ trục nhá. Mẫu này phần lỗ trục đo được là 8 ly ạ. Kích thước phần thân này. Mẫu này tổng chiều dài đo được là 8cm. Chiều dài phần thân nhá. Thêm cả phần trục là 10.5cm này. Ở trên đây nó sẽ có một cái tem như này. AC Servo Driver Made in Japan. Không thấy ghi thông số điện bao nhiêu đâu. Mà như cái mẫu này thì em không có biết tết nên là bán tù mù nha các bác. Combo 2 chiếc của mẫu số 28 có giá là 120.000. Combo 2 cái luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 29. 29 là cái bộ này gọi là gì nhỉ? Cái này thanh gen đi các bác. Đây là phần gen ốc này. Mẫu này phần gen em sẽ đo được là 16. Đối với cái mẫu này, chiều dài ở đây em sẽ đo được là 24.5cm này. Combo này rất là nhiều luôn, là của mẫu số 29, có giá là 150.000 nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 30. 30 là một chiếc xi lanh hơi. Mẫu này đầu van ống ở đây nó sẽ là ống 6 này các bác. Đây bên trên nó sẽ có một cái tem hàng SMC Phi 63 hành trình 40 nha các bác. Đây như cái mẫu này này, bên trên nó sẽ còn nguyên cả cái phần đầu khớp như này. Phần trục ti hơi bên trên đẩy lên này. Ở đây em sẽ đo được là Phi 20 nhá.
Phần lỗ trục này đây em sẽ đo được là 18 này. Đầu van ống vẫn còn đầy đủ, bên dưới nó có một cái phần khớp như này này. Nó có cái phần sắt ở đây nó bị cắt, vì các bác có thể tháo ra đây nhé, nó có cái phanh ở đây này. Mẫu số 30 này, cái này của em sẽ có giá là 100.000, cái này em có một cái thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 31. 31 này, 31 mẫu này combo gồm 2 chiếc nha. Đây nó sẽ có cái này, kiểu như cái van đóng mở ấy các bác. Cái này phần thân bên dưới này của nó sẽ là bằng inox nha. Cái này cái lỗ trục to này. Mẫu này phần lỗ ở đây em sẽ đo được ở đây là 10 ly. Còn phần gen này, mẫu này phần gen bên ngoài đo được là 22 nha các bác. Đấy, kiểu van đóng mở ấy các bác. Đây là mẫu số 2, mẫu số 31. Số 31 này combo gồm 2 chiếc có giá là 120.000. Cái này có 2 cái thôi các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 32. 32 là mẫu này, bên trên này nó cũng có cái đầu ống này, ống này của nó sẽ ống 4 nhá. Cái này phần thân của nó sẽ thân inox này. Em đo kích thước nha các bác. Mẫu này phần lỗ trong ở đây em sẽ đo được là 4 ly. Còn phần gen bên ngoài này, ở đây em sẽ đo được là phần gen của mẫu này là 14 nha các bác. Hình thức cũng còn rất là mới và đẹp luôn. Đây các bác, inox nha, không có hút lâm châm một tí nào luôn. Mẫu số 32 này, combo ở đây em gồm là 3 chiếc, có giá là 180.000 ba cái nha các bác. Cái nào cũng đẹp luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 33. Đây 33 nó nằm ở bên góc này. Đây các bác đợi em chút để em di chuyển chỗ để lấy cái mẫu 33 ra nhé. Đây 33. Ôi chết rồi. Ở đây có một cái mẫu cái rổ này, các cái van khóa này các bác, các cái van khóa inox này. Đây các bác không hút lâm châm này, quên cái mẫu này chưa có đánh số này các bác. Đây combo này. Đây này các bác, combo này rất là nhiều luôn, các cái đầu van gen ống như này, quên mất lại mẫu này này bỏ qua chưa có số của nó. Như cái mẫu này phần lỗ trục ở đây em sẽ đo được là 6 ly. Phần gen bên ngoài này ở đây em sẽ đo được của nó là 11 này các bác. Đây cái mẫu này nhiều này. Ở đây cái này là cái ống van khóa to này các bác. Đấy, mẫu này phần lỗ bên trong đem sẽ đo được là 12. Phần gen mẫu này đo được là bao nhiêu đây? Mẫu này là 19 nha các bác. Ôi combo này rất là nhiều luôn ấy. Đấy, đây các bác nào chốt combo này thì báo em nhé. Mẫu này mẫu này các bác chốt cho em là combo của mẫu số 0 nhá. Có giá là 300 ngàn ở tất cả chỗ này luôn. Đây 300 ngàn tất cả chỗ này luôn. Để em đếm xem là trong này có bao nhiêu món mà nó nhiều như này nhá. Tôi sẽ đổ đồ. Đây đây, bỏ ra ngoài đất đi. Đây, em đếm nhá, xem là nhiều lắm. 2 này, 4 này, 6, 8 này, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 cái van nhỏ này với cả hai cái van này là 22 món nhá các bác. Combo của mẫu số 0 có giá là 300 ngàn. Đây các bác chốt combo số 0 nhá. Tại em quên không đánh số mà. 30 mấy rồi nhỉ? 32 rồi. Rồi tiếp theo là mẫu 33. 33 ở đây em có bộ combo gồm hai cái xi lanh hơi. Đây các bác, xi lanh hơi 2T này. Hai bên sườn nó sẽ có hai cái phần dây bi trượt nhá. Các cái đầu dây lằng nhằng này của nó là kiểu cái đầu dây cảm biến ấy. Mẫu này là hàng của SM Made in Japan. Thông số của cái xi lanh ở giữa này, phim 16 hành trình 13 nha các bác. Ở bên ngoài đây cũng có một cái xi lanh nhỏ như này. Đấy, các bác. Phần khung ở đây nó sẽ khung bằng inox nhá. Còn phần thân của xi lanh nó sẽ là xi lanh bằng nhôm. Combo này gồm 2 chiếc của mẫu số 33 có giá là 120.000, combo 2 cái luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 34. 34 là cái bộ combo này. Cái này không biết gọi nó là cái gì đây này. Ở đây bên trong này các bác. Đây nó ghi là Made in USA này, hàng của Mỹ nha các bác. Đây là có cái phần dây điện. Bên trong em thấy nó rút ra. Đây này em rút thử một chiếc đây. Đây này. Nó rút ra như này nó giống thì nó lại thấy nó giống như cái chân rắc cắm ấy các bác. Đây nó có ký hiệu đầu âm, đầu dương này. Đấy. Cái chân đầu âm này thấy nó to hơn này các bác. Đây này nên là phải lắp đúng này. Nó giống như cái rắc cắm ấy các bác. À, đây là bộ combo của mẫu số 34 có giá là 100 ngàn. Không thấy ghi thông số điện đâu các bác. Này em không thấy ghi thông số điện đâu. Nó chỉ có ký hiệu đầu âm, đầu dương với cả Made in USA thôi nhá. Combo mẫu số 34 có giá là 100 ngàn chỗ này. Này em có một bộ thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 35. Đây, 35 là cái mẫu này.
Cái này phần khung bên ngoài này các bác, nó là bằng cái phần khung màu trắng này là bằng gì nhỉ? Bằng inox nha các bác. Còn cái phần màu xanh này của nó là bằng bằng sắt. Ở đây đằng bên này nó sẽ có một cái cổng trên nắp cắm như này. Bên này cũng thế này. Đấy, và đây các cái nút màu xanh, màu đỏ này các bác, màu vàng nữa. Tại bên trong sẽ có các cái phần dây điện như này. Cái này bác nào biết là cái gì thì chốt nhá. Cái này cũng là phải đang có chắc tầm 20 chiếc luôn ấy. Cái này bản rộng đo được là 9.7 cm, chiều dài là 14 cm các bác. Cái này em bán theo combo là 100.000. Là combo sẽ có 3 chiếc nhá. Như tem đang cầm như này đang tính là một chiếc này. Cái này chắc phải đang có đến 10 đến hoặc là 12 chiếc gì đấy. Bác chốt cho em là mẫu 35 nhá. Bác nào có cần xem lại hình ảnh thì mời các bác qua Zalo chọn số, em sẽ chụp ảnh lại các bác xem. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 36. 36 ở đây là mẫu dây điện. Cái này là dây điện hàng nội địa Hàn Quốc, hàng mới chưa qua sử dụng nha các bác. Cái mẫu này thì nó về kho thì nó là tính là hàng bãi rồi, nhưng mà nó là hàng mới nha. Mẫu này của nó sẽ là dây dài 1,5 m, dây mềm đẹp nha các bác. Phết cắm ổ cắm chân tròn, bên trên nó sẽ có một cái nút công tắc như này. Khi các bác cắm ấy thì cái ổ cắm nó sẽ cắm ngập sâu xuống như này. Đây em cắm thử. Đây các bác, nó sẽ cắm ngập sâu như này. Nó rất là chắc chắn, không có bị lỏng lẻ hay là mô ve gì đâu ạ. Mẫu số 36 này thì em sẽ bán theo combo là 100.000, là combo 2 chiếc luôn. Các bác có thể mua trải nghiệm về dùng thử, đảm bảo là ưng ý luôn ấy ạ. Nó khác hoàn toàn với hàng ổ cắm của mình nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 37. Đây 37 là cái bộ combo này. Combo này là các cái gì nhỉ? Các cái chân rắc cắm ấy các bác. Đây, các cái chân rắc cắm như này. Dây điện thì em thấy là mềm đẹp này. Đây là có cái cổng chân rắc cắm này, có cái to này, có cái nhỏ như này nha các bác. Đây, dây đẹp không có bị đứt nối gì đâu. Đây các bác, combo này là của mẫu số 37, nguyên tất cả chỗ này luôn, có giá là 120.000 thôi nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 38. Đây các bác, 38 ở đây em có bộ combo gồm 2 chiếc combo motor nhá. Ở đây những cái phần motor này em thấy là hình thức còn đẹp. Bên trên này, hai cái phần đầu dây rắc cắm của nó vẫn còn nguyên. Cái phần trục này thì em không thấy nó quay nha các bác. Những cái mẫu motor này thì em không biết test, nên là bán tù mù nha. Cái này phần lỗ trục của em sẽ đo được là 8 ly ạ. Kích thước phần thân, mẫu này bản rộng là 4 cm, chiều dài phần thân mẫu này là được 12.5 cm này. Đây các bác, trên đây nó sẽ có cái tem hàng của Mitsubishi AC Servo Motor. Mẫu này công suất điện ở đây nó ghi là 105V, công suất là 100W, make in Japan nhé. Hình thức thì rất là mới và đẹp luôn. Cái nào thì cũng còn đầy đủ dây rắc, không có cái nào bị thiếu nha các bác, không bể vỡ gì cả. Mẫu số 38, combo 2 chiếc có giá là 150.000. Mẫu này bác nào mà mua thêm đơn ấy, mình muốn mua thử một chiếc thì sẽ có giá là 80.000 một chiếc nhé. Tiếp theo anh chuyển qua mẫu 39. 39 mẫu này em có một chiếc này. Mẫu này phần dây rắc cắm của nó vẫn còn đầy đủ như này. Bên trên sẽ có một cái phần bu li. Mẫu này phần đầu trục của em sẽ đo được của nó là 8 ly nha các bác. Phần thân này, mẫu này có cái tem của Mitsubishi AC Servo Motor. Mẫu này là 26.3V, công suất là 30W, make in Japan này. Các bác có thấy rõ thông số không? Mẫu số 39 em có một chiếc thôi, có giá là 70.000. Đây cũng không có kiểm tra, không có test gì đâu ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 40. Đây, 40 là mẫu này. Một cái mẫu camera. Mẫu này phần khung bên dưới này của nó sẽ là bằng nhôm hết nhá. Bên trên nó sẽ có cái cổng chân rắc cắm như này. Có cái tem này các bác, make in Japan, điện DC 12V. Đây, hình thức là còn rất là mới là ở dưới này, này. Nó có các cái nút kiểu nó có kiểu xoay xoay để chỉnh camera ấy các bác. Đây là mẫu số 40, có giá là 150.000 nha các bác. 150.000 là một chiếc như này, các em có một cái thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 41. Cũng là một dạng mẫu camera này. Ở đây bên trong nó sẽ có cái phần ống kính nhòm như này. Đây các cái dây, đây là cái dây điện bên ngoài của nó nhé. Nó còn cả cái phần chân rắc cắm như này này. Đây. Cái mẫu này phần thân thì em thấy là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì. Bạn này bác nào biết nghiên cứu thì chốt đơn nhé. Đây các bác, rất là to luôn. Mẫu số 41 này. Cái này có giá là 150.000. Có một cái đấy ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 42. À, 42 là cái mẫu camera này. Mẫu này ở bên trên nó cũng có cái phần chân rắc cặp như này nhá. Mẫu này cũng có cái tem hàng make in Japan, điện là 9 đến 16V. Phần thân đẹp, ống kính đây, ống kính bên trong cái này các bác mở ra sẽ có một cái ống kính camera bên trong nhá. Cái này là mẫu số 42, em bán theo combo là 100.000, combo 2 chiếc luôn. Giá siêu rẻ luôn nha các bác.
Tiếp theo chuyển qua mẫu 43. Đây, 43 là cái mẫu khung này. Cái mẫu khung này thực ra nó ở trong cái video hôm trước ý các bác, mà em chốt cho bác nào rồi em quên chưa ghi sổ, nên là cuối cùng Thành chưa gửi được hàng. Cái này phần khung của nó sẽ là khung bằng sắt nha. Hai chiếc này là giống nhau nha. Em đo kích thước này. Mẫu này tổng chiều dài của nó sẽ được là 26cm. Đây, phần khung sắt của nó cũng dày nha các bác. Mẫu này độ dày đo được là 15. Ở đây bên trên này, nó giống như kiểu có cái bi ấy. Đây này, hai bên nó kiểu dễ nghiêng sang nhau được ấy các bác. Đấy. Cái này không biết gọi là gì đây. Bên trên đây nó có cái lò xo này. Mẫu số 43 có giá là 120.000 một chiếc. Mẫu này em đang có hai chiếc này. Đây các bác, hai chiếc này là cùng một kích thước nhá. Sao nhìn trên video cứ thấy nó kiểu cái to cái nhỏ hay sao ấy, nhưng mà nhìn kích thước là giống nhau ấy. Đó, tiếp theo chuyển qua mẫu 44. 44 là cái mẫu khung trục tròn này. Mẫu này thì hai bên của nó sẽ có hai cái trục tròn sắt đặc phim 16 nha các bác. Đây này các bác. Đây phần trục của nó sẽ là phim 16. Hai bên sẽ có bi này. Phần bi thì trơn trượt nhẹ nhàng, không chặt rít, không dơ lắc gì đâu ạ. Em đo kích thước phần khung. Mẫu này phần khung ở đây bản rộng là 7cm. Chiều dài mẫu này đo được là 29cm ạ. Mẫu này tổng chiều cao của nó là được bao nhiêu đây? Mẫu này tổng chiều cao nó 18.5cm nhá. Mẫu số 44 này. Này của em có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại đang có là 10 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 45. Đây 44 bỏ qua. Đây là mẫu 45 này. 45 là mẫu xi lanh hơi inox nha các bác. Phần thân của nó sẽ thân inox. Mẫu này đầu van ống của nó sẽ là ống 8 ạ. Phần thân của nó sẽ là phi 42. Phần ti hơi này. Mẫu này ti hơi đem đo được là phi 14. Hành trình mẫu này đẩy lên sẽ được là 180, là 18cm nha các bác. Bên trên nó sẽ có cái phần khớp như này. Đây các bác không cần có thể tháo rời cho nhá. Mẫu số 45 này, cái này em bán giá là 120.000 một chiếc. Nó có mấy cái đang thiếu cái phần khớp bên trên này. Đấy, bác nào mà không cần cái phần khớp này thì chốt cái mẫu đấy thì sẽ có giá là 100.000 một chiếc nhá. Còn nó nguyên cả một chiếc zin như này sẽ có giá là 120.000 một chiếc. Đối với mẫu này bác nào mua từ 5 chiếc trở lên thì chuyển khoản sẽ được miễn ship đấy ạ. Tiếp theo đây là mẫu 46. 46 là một mẫu vít me cơ. Mẫu này bát gen của nó sẽ là bát gen đồng nhá. Hai đầu sẽ có cái phần gối bi như này. Phần đầu trục đo được là phi 12. Phần vít me thì em đo được là phi 18. Phần bát gen này, đường kính em đo được là 32. Em đo kích thước này. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm luôn được 40cm nhá. Còn phần thanh gen bên trong đo được là 32cm. Hành trình mẫu này này. Hành trình mẫu này được 27cm các bác. Mẫu số 46 có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này bác nào mà mua 5 chiếc trở lên chuyển khoản sẽ được miễn ship nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 47. Đây, 47 là cái mẫu con lăn này. Mẫu này con lăn bằng cao su nhé. Một đầu sẽ có cái phần gối nhôm như này. Còn đầu bên này thì không có gì nha các bác. Mẫu này phần trục của em sẽ đo được là phi 12. Phần thân con lăn đường kính đo được là 44 ạ. Chiều dài phần thân con lăn là nó là 50cm nhá. Mẫu số 47 này có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này thì đang có 7 hoặc là 8 cái như đấy. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 48. Đây, 48 là cái mẫu ổ cắm này. Cái này ở đây nó sẽ có hai cái ổ cắm các bác. Loại này các bác có thể cắm được chân tròn hoặc là chân dẹt đều được nhá. Đằng sau nó sẽ có hai cái phần dây điện nó đã cắt này. Này đây em đang có bộ combo là gồm 10 chiếc của mẫu số 48 á. Combo này có giá là 100.000 nhá. Này chắc chỉ có như là một bộ này sao ấy. Đó, tiếp theo em chuyển qua mẫu 49. 49 là cái mẫu đồng hồ các bác. Đồng hồ này combo là lộn xộn các bác. Phần em sẽ chọn cho các bác là không có bị bể vỡ gì, cũng như cái bộ em đang cầm này. Là hàng SNC, nó sẽ có ba cái nút nhấn điều khiển bên dưới này. Nó có nút hình chữ nhật như này hoặc là nút tròn nhá. Mẫu này thì nó ghi sẽ là ghi điện là 12 hoặc là 24V DC các bác. Nó có cả màu cam này. Đấy. Không có bị bể vỡ gì đâu ạ. Cái này em bán cho combo là 100.000, là combo 5 chiếc. Các bác chốt cho em là mẫu số 49 nha các bác. Tiếp theo là mẫu 50, một mẫu vít me nha các bác. Mẫu này của em nó sẽ là vít me bi nhá. Một đầu sẽ có gối nhôm, còn một đầu thì không có. Đầu bên này nó chỉ còn có hai cái bi thôi các bác. Nó về mất cái phần gối nhôm rồi. Cái này phần đầu trục của em sẽ đo được là phi bao nhiêu đây? Phi 10 ạ. Phần vít me mẫu này là phi 15. Ở đây là có hai cái bi này các bác. Bên ngoài của cái bi này đây em sẽ đo được là 28 nhá. Đây, trên đây sẽ có một cái phần bát gen như này.
Món này là gen viên me của THK Made in Korea này. Đây một đầu sẽ có gối này, gối sẽ có bi sẵn nha các bác. Cái phần bắt dây bên trong nó còn nguyên cả cái phần ống bơm dầu bơm mỡ luôn. Đây cái phần khung này, nó đỡ cái máy bên trên, nó sẽ là cái khung bằng nhôm nha. Đây em sẽ đo kích thước của cái phần khung nhôm các bác xem này. Món này bản rộng là 9 cm, chiều dài phần khung là 18 cm nha các bác. Món này tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 49 cm. Ở đầu bên trên này, cái nút màu đỏ này, nó sẽ là cái phần một cái phần cục kiểu như cục cao su ấy, để đỡ cái phần bát gen nha các bác. Mẫu số 50 em có một chiếc thôi. Cái này của em có giá là 250.000 nhá. Đây, viên me thì trơn tru nhẹ nhàng, thẳng đẹp, không có cong vênh gì đâu nha các bác. Đây, mẫu 50. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 51. 51 là cái mẫu này. Ôi sao nó bị lóa ánh sáng ấy nhỉ. Đây, mẫu này là hai tầng nó kết hợp vào nhau nhá. Bên dưới mẫu này sẽ có một phần nhôm. Cái này là cái nhôm kiểu như tản nhiệt ấy. Đây, em sẽ đo cái to bên dưới trước này. Cái to bên dưới này nó có cái tem là Zakawa Made in Japan, kiểu như một dạng ấy này. Cái này của nó điện đầu vào trên đây nó ghi là từ 200 đến 230 là điện một pha nha các bác. Còn điện ra của mẫu này sẽ điện 3 pha từ 0 đến 230V. Đây các bác có thấy không? Công suất của mẫu này là 0,75 kW. Đây là cái to bên dưới nhá. Còn cái nhỏ bên trên này cũng sẽ cùng một thương hiệu nhưng mà công suất nó sẽ nhỏ hơn. Mẫu này điện đầu vào của nó này là điện một pha từ 200 đến 230W. Điện ra của nó là 3 pha từ 0 đến 230. À đâu, điện thì nó phải là điện là vôn chứ đúng không? Điện là từ một pha từ 200 đến 230V và điện ra của nó là từ 0 đến 230V, điện 3 pha. Vào một pha và ra 3 pha nhé. Cái mẫu bên trên này là 0.2 kW, cũng Made in Japan. Bây giờ em sẽ đo kích thước. Đo kích thước phần thân của nó để các bác dễ hình dung nhé. Mẫu này bản ngang này, bản ngang là giống nhau. Bản ngang ở đây em đo là 22 cm. Chiều bên này là được 20 cm này. Còn cái bên dưới bản ngang là 22 cm. Còn chiều bên này sẽ được là 24 cm nhá. Đây, ở bên này nó sẽ có một cái, mỗi một cái này nó sẽ có cái chân rắc cắm với cả dây điện thì nó đã cắt hết rồi nha các bác. Đấy. Đây các cái phần dây điện đồng này nó cắt hết rồi nha các bác. Hình thức thì là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì đâu nha các bác. Cái này là mẫu số 51, có giá là 1 triệu. 1 triệu một chiếc là gồm 2 tầng như này nha các bác. Mẫu này hiện tại em đang có 2 chiếc nha, 2 mã nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 52. Đây 52 là cái mẫu khung con lăn này các bác. Mẫu này là khung con lăn nha. Đây, bộ này sẽ gồm là 3 món. Đây nó sẽ có 2 cái dây này. Hai cái dây là vừa với cái phần rãnh bên trong này. Cái phần gối hai bên của nó sẽ là gối bằng sắt nhá. Bên trong của nó sẽ có cái phần trục bi xoay như này. Phần thân đầu ấy đường kính đo được là 32. Còn bên trong này em đo được là 45 nha các bác. Kích thước này, mẫu này chiều dài em sẽ đo được là 15 cm. Đấy. Và đây nó có một cái con lăn này này, nó sẽ kết hợp với nhau là cùng một bộ luôn nhá. Mẫu số 52 này, một bộ như này là gồm 3 món, có giá là 80.000. Mẫu này em đang có 4 bộ nhá. Tiếp theo là mẫu 53. 53 là một cái cây xi lanh hơi. Đầu van ống này của nó sẽ là ống 6. Nó dây cảm biến này, hai cái này vẫn còn nữa các bác. Bên trên nó sẽ có một cái phần đầu khớp rất là dài như này. Các bác không cần có thể tháo rời ra nhá. Để em xem cái tem này. Mẫu này là thông số là phi 50, hành trình 200 nha các bác. Là mẫu này phần ti hơi này, hành trình đẩy lên sẽ được là 20 cm, mẫu hành trình dài đấy ạ. Phần ti hơi thì em sẽ đo được là phi 20 nha các bác. Đây là mẫu số 53. Cái này của em có giá là 180.000 thôi, giá rẻ nhá. Hiện tại cái loại này đang có cả hành trình nhỏ ấy các bác. Bác nào mà cần hành trình ngắn nhỏ thì báo em. Tiếp theo chuyển qua mẫu 54. 54 là cái cây vít me này. Mẫu này là vít me bi nhá. Ở đầu đây sẽ có một cái phần gối nhôm, có cả một cái phần khớp nối mềm vẫn còn này các bác. Khớp nối nhôm bên trong vẫn còn đây. Bên đầu này thì sẽ có một cái bi. Bát gen sẽ là, đây, em đo kích thước của nó trước nhá. Phần đầu trục này, mẫu này phần đầu trục ở đây em sẽ đo được là 6 ly. Phần vít me mẫu này đo được là phi 12. Đây một cái bát gen bên trên, đường kính bên ngoài đo được là 30. Để em xem nó có cái tem. Này cái tem không đọc được các bác. Phần vít me thì rất là mới và đẹp nhá. Ở đầu đây sẽ có một cái phần
cao su để đỡ cái phần bát sen nhé. Chỗ này đo tổng cả chiều dài sản phẩm này, cả phần khung luôn các bác, sẽ được là 55 cm. Hành trình này 16 này. Hành trình mẫu này được hành trình mẫu này là 30 cm nha các bác. Đúng không ta? Ta đợi một chút nhé. Hành trình mẫu này là 39 cm ạ. Hành trình dài. Đây phần vít me này, quay trơn chu nhẹ nhàng nha các bác. Mẫu số 54. Cái này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc. Cái này em đang có 2 chiếc này, giống nhau nha các bác. Đều còn cái phần khớp nối mềm bên trong này vẫn còn đây nha. Tiếp theo chuyển qua mẫu 55. 55 là một cái cây đèn này. Ôi dồi ôi, cái cây đèn này nó có cái phần thân siêu dài luôn nha các bác. Đây, cái phần thân bên dưới này nó dài lắm. Mẫu này có cái tem thông số này, để em xem điện bao nhiêu đây. Ở đây nó có ký hiệu là đang ở điện DC 24V, đèn 3 màu. Đèn 3 màu nhé, phần thân của nó to đẹp nha các bác. Không có bị bể vỡ gì. Đây bên dưới này, nó sẽ có mấy cái đầu dây điện này. Có 5 cái đầu dây điện thò ra bên dưới đây nha các bác. Em sẽ đo xem nó chiều dài của nó bao nhiêu này. Cái này tổng chiều dài của nó là 102 nha các bác. Phần thân cám của nó rất là dài. Nếu mà dài quá thì các bác có thể cắt bớt cái phần thân bên dưới đi. Thân này của nó chắc là còn... thân này của nó là thân nhôm nhá. Mẫu số 55 này, các em có một chiếc thôi, có giá là 120.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 56. 56 là cái mẫu khung van điện này. Bên dưới nó sẽ có một cái phần chân đế này. Bên trên đây nó sẽ có là 4 cái van điện. Các cái đầu ren ống này của nó sẽ là ống 6 nha các bác. Đây, nó sẽ có một cái van điện to này. Ở đây là điện DC 24V. Đằng trước nó sẽ có các cái ống nối. Ống nối sang hai bên như này. Đây các bác. Make in Japan nha. Hình thức thì em thấy còn đẹp, không có bị bể vỡ gì. Đây là mẫu số 56, có giá là 100.000. Giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 57. 57 là cái mẫu này, kiểu như cái mẫu ban me. Ban me bàn trượt 4 chiều ấy các bác. Mẫu này bằng sắt này, có hút lâm châm. Còn bên trên cái phần thân này của nó sẽ là bằng nhôm nhá. Đây, hai bên nó sẽ có hai cái nút ban me như này. Đấy, kiểu nó sẽ di chuyển 4 chiều đấy các bác. Em đo kích thước này. Mẫu này phần mặt bích ở đây đo được là vuông 6 cm nha các bác. Chiều cao mẫu này là được 10 cm. Đây là mẫu số 57 này. Cái này có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này kho đang có 2 chiếc nha các bác. Đây bên sườn nó sẽ có một cái phần chốt khóa như này nữa. Tiếp theo là mẫu 58. 58 là mẫu này. Đây là một mẫu camera. Bên dưới này nó sẽ có một cái phần ống kính này. Đây này. Nó có cả cái phần nắp bịt bên dưới này các bác. Cái phần ống kính bên trong là to nha. Bên trên đây sẽ có cái phần đầu giắc cắm này. Đây. Đây đầu giắc cắm này các bác. Mẫu này sẽ có cái tem mà điện là DC là 10.5 đến 15V, 2.0W, Made in Japan nhé. Cái phần khung này, phần đường kính tròn ở đây em sẽ đo là 8 cm. Mặt bích này bản rộng 10 cm, chiều dài là 12 cm nhé. Mẫu này tổng chiều cao đo được là 19 cm ạ. Đây là mẫu số 58, có giá là 150.000 một chiếc. Hình thức đẹp, không có bị bể vỡ gì. Mẫu này hiện tại đang có 2 chiếc. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 59. 59 ở đây em có một cái cây trục tròn. Cái này của nó là trục tròn sắt đặc nha các bác. Ở đây em sẽ... cây này đẹp nha. Trục tròn sắt đặc ở đây em đo được là phi 30. Chiều dài này. Mẫu này tổng chiều dài là 95 cm các bác. Mẫu số 59. Cái cây này có giá là 180.000. Đẹp nha các bác. Tiếp theo đây là mẫu 60. 60 là cái mẫu này. Mẫu này nó sẽ có đây, cái phần khung này, cái phần khung màu đen các bác đang thấy nó bằng nhựa nhá. Còn đâu ba cái trục này của nó sẽ là trục tròn bằng sắt. Phần trục tròn ở giữa đo được là phi 10, bên ngoài này đo được là phi 12. Ở bên dưới này nó sẽ có các cái vỉ mạch nha các bác, cái vỉ mạch như này. Đấy. Kích thước này, phần khung bên trên ở đây bản rộng là 12 cm, chiều dài là 12 cm. Còn phần bên dưới này em đo được là 18,5 cm nha các bác. Cái này em đang có bộ combo là gồm 7 chiếc của mẫu số 60, có giá là 100.000, combo 7 chiếc nhé. Mẫu này hiện tại em đang có 10 bộ luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 61. 61 ở đây em có mấy cái motor này. Đây các bác, 61 ở đây em đang có 3 cái motor. 61, 62, 63 là 3 mẫu motor.
Các bác đợi em chút để em dẹp chỗ một chút để lấy cái chỗ test motor các bác xem nhá. Ba cái mẫu motor này thì nhà em đã đấu tụ sẵn rồi. Về các bác là chỉ có ghim điện và sử dụng thôi nhá. Đây, đầu tiên là mẫu 61. 61 này cũng đã đấu tụ sẵn, bỏ sẵn hai cái đầu dây này. Về các bác cứ cấp điện vào hai cái đầu dây là nó sẽ chạy. Trên đây nó sẽ có một cái phần khớp nối mềm này, nó gắn thêm cả một cái phần đầu trục bên ngoài này. Đây các bác. Đo kích thước nha. Phần đầu trục của motor ở đây em đo là 8 ly. Cái mẫu này là hàng Hàn Quốc nhé. Phần thân motor này, bản rộng là 6 cm, chiều dài phần thân của nó là 12 cm, chưa tính cái phần khớp nối và phần trục bên trên này đâu nha các bác. Đây các bác, em giơ cận cảnh cái phần tem các bác xem này. Công suất là 6W, điện một pha 220V, Make in Korea nhé. Đây, hình thức là còn rất là mới và đẹp luôn. Đây, còn cả cái phần khớp nối bên trên. Đây, em sẽ ghim điện để chạy thử cái mẫu số 61 nhé. Các bác cứ đấu điện một pha điện 220 bình thường nha. Mẫu này như đang có tận hai cái hay sao. Đây, để em cắm điện. Đây các bác, motor đã quay này. Quay êm nha, nhưng mà nó quay chậm nha. Kiểu motor giảm tốc thì quay chậm lắm. Mẫu số 61 này hình thức là còn rất là mới luôn. Mẫu này sẽ có giá là 300.000. Điện 220V nha các bác. Rồi, tiếp theo em chuyển qua mẫu 62. Đây, 62 là mẫu này. Mẫu này bên trên cũng có một cái phần khớp nối như này này các bác. Phần trục này. Mẫu này phần lỗ trục đo được là 11 nha các bác. Kích thước phần thân. Mẫu này bản rộng phần thân là 9 cm. Tổng chiều dài phần thân này em đo được là 15 cm này. Đây, em do cận cảnh các bác xem thông số. Mẫu này thông số là 40W, điện một pha 220V, Make in Korea, cũng là hàng Hàn Quốc nha các bác. Cũng có đầu tụ sẵn rồi, về các bác cứ ghim điện là sử dụng thôi. Điện 220, điện một pha bình thường nha các bác. Hiện tại cái hôm nay thì không có điện 3 pha các bác. Đây các bác, mẫu 62. Mẫu này quay rất là nhanh nhá. Bác nào mà cần tốc độ nhanh thì mình chốt mẫu này. Tại máy chạy cũng rất là êm luôn. Mẫu số 62 này có giá là 500.000. Mẫu này công suất là 40W nhá. Rồi, tiếp theo chuyển qua mẫu 63. 63 đây. 63 cũng có đầu tụ sẵn rồi các bác. Mẫu này cũng là cái tem hàng của Hàn Quốc. Cái tem thông số của nó thì nó mờ lắm các bác. Phải nhìn kỹ mới thấy. Điện một pha nhá, 220V, công suất là 90W nha các bác. Bên trên nó có cái phần trục đánh răng như này. Mẫu này phần trục này của nó đo được là phi 15. Cái phần bánh nhông, bánh răng này em đo được là 7 ly nha các bác. Kích thước phần thân này. Phần thân bản ngang là 9 cm, tổng chiều dài phần thân là 24,5 cm. Đây, em cũng đấu điện để test luôn nha. Tất cả motor mà điện một pha mà có cần đấu tụ là bên em đấu sẵn luôn nha các bác. Đây, em cắm điện luôn nhá. Đây, mẫu số 63 này. Motor cũng chạy rất là êm luôn. Mẫu số 63 này là 90W nha các bác. Hàng Hàn Quốc. Mẫu này sẽ có giá là 700.000. Đấy. Có 3 mẫu motor nha các bác. Hiện tại hôm nay chỉ quay được có 3 mẫu motor thôi. Nó nào mà có nhu cầu xem thêm loại nào thì các bác inbox trực tiếp Zalo, em sẽ tìm thêm vài mẫu để gửi ảnh các bác xem nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 64.
Tiếp theo là mẫu 64 ạ. Ở đây em có hai cái ống này. Hai cái ống này gọi là ống gì nhỉ? Cái này dây rủ nó dài 3 mét nha các bác. Phần thân ở đây này, đường kính bên ngoài em đo được là 58. Còn phần lỗ bên trong này, đây em sẽ đo được là 4 mấy đây? 43 nha các bác. Mẫu này thì dây nó không đẹp giống như hôm trước đâu. Mẫu số 64 này còn giá là 200 ngàn một chiếc. Mẫu này em đang có 2 chiếc nha các bác. Hôm trước cái mẫu đẹp ấy thì là 250 nghìn đấy. Còn hôm nay là 200 ngàn nha các bác. Tiếp theo là mẫu 65. 65 mẫu này cũng đang có 2 chiếc này. Đây mẫu này là, cái này thì là cái đẹp này. Ống sẽ to hơn nha các bác. Đây. Bên một đầu này nó có một cái phần miếng nhựa này, còn đầu bên kia thì không có nha các bác. Phần lỗ trục ở đây em sẽ đo được là 71. Phần bên ngoài đây em sẽ đo được là 84. Dây khá dài đây, để em đo thử xem là dài được bao nhiêu nhá. Mẫu này dài của nó được 257 nha các bác. Dài 257. Mẫu số 65. Cái này của em sẽ có giá là 300 ngàn một chiếc nha các bác. Đấy, bác nào mà có cần xem lại hình ảnh thì mời các bác qua Zalo em chụp ảnh nhé. Đây đầu bên này thì nó có một cái miệng như màu xanh như này, còn đầu bên kia thì không có gì nha các bác. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.